Xin thân ái kính chào anh chị em. Hôm nay đã là Chủ nhật thứ 6 mùa phục sinh 5B, ngày 5 tháng 5 năm 2024. Và chúng ta có chén cơm hàng ngày số 253. Chúng ta sẽ cùng nhau chia sẻ đoạn tin mừng theo Thánh Gioan chương 15 từ câu 12 đến câu 17. Chúa Giêsu nói với các môn đệ ngày xưa cũng là nói với chúng ta bây giờ: này đây, Thầy ban cho anh em một điều răn mới, là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em. Chúng ta có thể lật tìm lịch sử các tôn giáo của nhân loại này, chúng ta sẽ khám phá ra là không có một tôn giáo nào mà đấng sáng lập ra tôn giáo ấy lại muốn cho các tín đồ của mình trở thành bạn hữu của mình ngang hàng, muốn cho tất cả các đồng đạo trở thành người em của mình trong một đại gia đình nhân loại, cùng thừa hưởng gia tài mà cha trên trời để lại, đó là sự sống đời đời. Ấy thế mà Chúa Giêsu của chúng ta đã làm điều ấy, đã muốn điều ấy, đã chết và đã sống lại cho điều răn ấy. Ngài chỉ đưa ra một điều kiện duy nhất là anh em hãy yêu thương nhau như Thầy đã yêu thương anh em, thì anh em sẽ trở thành bạn hữu của Thầy. Anh em sẽ trở thành đàn em đông đúc của Thầy, cùng thừa hưởng di sản là sự sống đời đời của cha Thầy. Nếu có ai hỏi chúng ta tóm tắt, cô đọng lại tất cả chân lý của đạo chúng ta, thì chỉ có thể trả lời đây là đạo của tình yêu, đây là đạo của yêu thương. Khó quá. Giữa một cuộc sống mà mạnh được yếu thua, sống chết mặc bay, thì điều yêu thương là một điều xa xỉ. Thế nhưng mà nếu Chúa Giêsu đã nói, đã mời gọi, thì chắc chắn phải là một điều làm được, sống được. Và Chúa Giêsu không chỉ tuyên bố suông, không chỉ ban bố một lệnh truyền chung chung vậy, rồi ai làm được thì tốt, ai không làm được thì ráng chịu. Nhưng chính Ngài đã làm mẫu, chính Ngài đã ở giữa chúng ta để chứng minh rằng điều mà Ngài kêu gọi chúng ta làm một điều làm được. Ngài đã dùng cái mạng sống của Ngài để chứng minh điều ấy. Năm 2009, chúng tôi có dịp sang bên Mỹ để chia sẻ về mùa chay. Trong lúc rỗi rảnh thì chúng tôi có đi thăm một cái viện bảo tàng của báo chí. Ở viện bảo tàng báo chí đó nhiều cái hay lắm. Nhưng mà tôi chú ý đến một cái bức tường. Ở trên đó người ta triển lãm các bức tranh, các bức ảnh phóng sự của báo chí mà đoạt giải Pulitzer. Pulitzer là một cái giải thưởng báo chí rất là lớn, nổi tiếng toàn thế giới. Năm 1993, có một cái anh phóng viên, anh Kevin Carter, anh ta đã chụp được một bức ảnh lịch sử tại Sudan, là một nước Phi Châu. Trong cái bức ảnh đen trắng đó, thì có một em bé gái đang quỵ xuống vì đói. Em đang vẫn cố gượng lại để mà ngồi, để mà không ngã quỵ xuống, mặc dù em rất là đói. Và ở phía xa xa, phía sau em mờ mờ hơn, có một con kiên kiên đang trực chờ. Em bé mà ngã xuống là con kiên kiên sẽ đoạt lấy cái miếng mồi ngon đó và xé xác. Con kiên kiên cũng đói, em bé cũng đói, và cả hai đang rình rập nhau. Em bé cố gắng sống, ngượng sống dù đói lắm rồi. Con kiên kiên cũng trực chờ kiên nhẫn để khi phút em bé quỵ xuống nó sẽ giết chết em bé. Anh Kevin Carter đã chụp được bức ảnh đó hết sức sống động, và anh ta đã đoạt giải Pulitzer. Anh ta trở nên một phóng viên
lừng danh. Thế nhưng mà anh ta lại không vui. Gia đình và bạn bè của anh nói thế nào thì nói, vẫn anh ta vẫn có một nỗi buồn day dứt. Anh hối hận là cái hôm ấy anh đã chỉ chú ý đến cái bức ảnh, chỉ chú ý đến việc cầm máy ảnh và chụp cho bằng được cái tấm ảnh đó. Anh ta không chú ý đến em bé sắp chết đó. Anh ta không biết rằng sau đó anh đã chụp được bức ảnh xong với một cái hạnh phúc sung sướng là đã ghi được cái bức hình lịch sử, thì anh không còn kịp chú ý là em bé đó sống chết như thế nào. Một năm sau, năm 1994, anh Kevin Carter đã tự tử sau những cái day dứt dày vò hôn nguôi. Mình thưa ông bà và anh chị em, tất cả chúng ta đều có một lương tâm, và lương tâm đó có thể hiểu được là tiếng nói của Chúa Thánh Thần, có thể đó là sự hiện diện của Thiên Chúa ở trong cuộc đời của chúng ta để luôn luôn nhắc nhở chúng ta. Nếu mà chúng ta làm một điều sai, lương tâm ấy chất vấn và nhắc cho chúng ta biết là chúng ta đã sai. Nhưng mà cũng có thể hiểu được rằng khi chúng ta bỏ lỡ một cái việc tốt, một việc lành, một việc cần phải làm cho người anh em đồng loại của mình, cho thế giới, cho xã hội xung quanh của chúng ta, ta đã bỏ lỡ qua, ta đã bỏ lỡ một cái lần tốt, một cái điều tốt, thì lương tâm ấy cũng lên tiếng để chất vấn chúng ta. Giới luật yêu thương là mời gọi chúng ta phải lên tiếng, đứng về phía của sự thật, đứng về phía của sự thiện để mà chống lại cái ác. Ta phải đứng về phía của ánh sáng để chống lại bóng tối. Ta không để cho bóng tối tràn ngập cho lương tâm của ta, nhưng mà đồng thời ta phải cố gắng làm sao cho cuộc sống của chúng ta bớt dần đi bóng tối mà tăng thêm được ánh sáng của lòng nhân ái. Xin Chúa Giêsu đã là đấng ban bố lệnh truyền này, đã chết đi và sống lại cho lệnh truyền này, xin giúp chúng con không chỉ nói bằng miệng, không chỉ rao giảng ở trên nhà thờ, không chỉ giữ cái đó như một khẩu hiệu, nhưng mà chúng con đón nhận lấy lệnh truyền này như là một cái sự sống, để chúng con thật sự là môn đệ của Thầy, để chúng con thật sự là bạn hữu của Thầy, và để chúng con được hưởng lấy niềm vui trọn vẹn của những người đã thực hiện được lệnh truyền yêu thương của Chúa. Sáng danh Đức Chúa Cha và Đức Chúa Con và Đức Chúa Thánh Thần, nên đã có trước vô cùng và bây giờ và hằng có và đời đời chẳng cùng. Amen. Xin tạ ơn Chúa và cảm ơn anh chị em.